Xin cảm ơn chủ tọa đàm đã có giới thiệu. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép chúng tôi trình bày trong buổi hôm nay, và cảm ơn các anh chị đồng nghiệp tới giờ này vẫn còn ngồi rất là đông đủ. Cái bài trình bày hôm nay sẽ nói về thở máy không xâm lấn trong điều trị suy hấp mạng, mà chủ yếu cho bệnh nhân CVD. Và sáng nay thì ông Rashid đã trình bày cho chúng ta thở máy không xâm lấn trên bệnh nhân đợt cấp CVD. Chúng tôi sẽ trình bày trong cái phần mãn tính là chính. Thì chúng ta sẽ lướt qua vài cái khái niệm, và sau đó là trình bày cái vai trò của thở máy trong một chút xíu trong đợt cấp, sau đợt cấp và trong suy hấp mạng, và nêu những cái vấn đề kỹ thuật. Thì như các anh chị đã biết thì suy hấp là khi cái khả năng của hệ hô hấp không có thể loại trừ CO2 hoặc là lấy đủ oxy, và cái thời gian gọi là mãn tính là về hàng tháng. Và những cái bệnh phổi mạn mà có thể đòi không khí hỗ trợ thì thường phổ biến nhất là CVD. Ngoài ra những cái bệnh khác thì bao gồm là các bệnh thần kinh cơ, những cái bệnh lý hạn chế lồng ngực, vân vân. Thì năm 2017 thì trên tờ Blue Journal thì người ta có đăng là những cái bệnh lý nào hay được không khí hỗ trợ, thì trong đó có lẽ bài liệt là những cái bệnh đầu tiên và gần như là sử dụng thường xuyên không khí hỗ trợ. Nhưng mà trong CVD thì người ta chỉ mới sử dụng gần đây thôi, và cái thời gian sử dụng thì không có kéo dài. Trước đây thì những năm 1940 là những cái năm đầu tiên mà người ta đã sử dụng thông khí hỗ trợ, mà đầu đầu tiên hết là thông khí áp lực âm với những cái phổi sắt như vậy. Sau đó thì người ta sử dụng CPAP cho các bệnh nhân ngưng thở khi ngủ, và gần đây là cái thông khí hỗ trợ không xâm lấn mà chúng ta hay dùng nhất là thông khí áp lực dương không xâm lấn NPPV. Cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và những cái bệnh lý khác giống như là sốc bại liệt. Thì lý do tại sao chúng ta dùng không khí xâm lấn lớn, tại vì nó làm giảm được những biến chứng liên quan đến nội khí quản xâm lấn hoặc là mở khí quản, làm cho phép bệnh nhân ăn uống đói khạt, tăng cường sự thoải mái, vận động và thuận tiện cho bệnh nhân, giảm chi phí. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tập trung vào cái thông khí hỗ trợ xâm lấn trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tại vì chỉ trong nó là một vấn đề mới mà chỉ trong khoảng từ 2010 đến 2017 thì chúng ta có nhiều thông tin. Thế thì giống như hồi sáng ông Rashid đã có trình bày thì cái chỉ định rõ ràng của thông khí hỗ trợ trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là trong đợt cấp. Đúng là có rất nhiều cái bằng chứng trong đợt cấp, và nhờ những cái bằng chứng rất là rõ ràng như vậy, thành ra là cái số lượng bệnh được thông khí hỗ trợ bằng phương pháp không xâm lấn càng ngày càng tăng. Các anh chị thấy là chỉ từ năm 98 đến năm 2008 là cái số lượng bệnh nhân thông khí hỗ trợ tăng lên 462 lần và làm giảm đi cái thông khí xâm lấn. Thế thì chúng ta thấy ở đây là cái mức độ khuyến cáo của thông khí không xâm lấn cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào đợt cấp đó là cao ở mức A và được khuyến cáo mạnh, cũng như là giống như phần trình bày về phù phổi cấp cũng rất là hay, là đã nói về không khí không xâm lấn cho phù phổi cấp tim mạch cũng mức độ A là trong hạng chứng mạnh. Thế thì chị xin vắn tắt vài điểm về về đợt cấp thôi. Thì cái number needed to treat, cái số lượng bệnh nhân cần không khí không xâm lấn để giảm một cái ca tử vong là 8, rất là nhỏ, và cần để giảm một ca tăng nội khí quản là 5. Ngoài ra thì người ta thấy không khí không xâm lấn còn giúp cai máy thở cho bệnh nhân khó cai máy thở, bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khó cai máy thở. Thế thì cái bài trình bày hôm nay sẽ tập trung vào hai vấn đề chính là sau đợt cấp và trong suy hấp mạng do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì có một cái điểm mà chúng ta đều biết là sau đợt cấp đó thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nguy cơ tử vong cao, nhưng mà cao tới mức nào thì có lẽ có anh chị không 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 nắm rõ. Trong một cái nghiên cứu năm 2004 người ta nói chỉ 12 tháng sau thôi thì mình thấy những bệnh nhân đợt cấp mà đã phải không khí thì chết hết 50%. Như vậy chỉ sau một năm mình chỉ còn 50% bệnh nhân thôi, và trong cũng một năm đó thì 80% hoặc là tử vong hoặc là phải tái nhập viện. Thành ra là như vậy, cái kết cục của những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà vào đợt cấp mà có thông khí hỗ trợ rất là nặng nề. Mình có thể nói đây là cái dữ liệu quá cũ, nhưng mà nếu mà các anh chị coi đây là 2013 thì cũng tình hình cũng tương tự. Sau một năm thì chỉ có khoảng 50% bệnh nhân
còn 60 thôi. Nghĩa là mặc dù chúng ta từ 204 cho đến 213, 10 năm chúng ta tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn chưa cải thiện được cái tử vong của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó. Thế thì người ta nghĩ là một trong những vấn đề là chúng ta có thể sau khi mà chúng ta thông khí hỗ trợ cho bệnh nhân ra khỏi đợt cấp thì chúng ta có thể cho nó họ thông khí tiếp tục ở nhà. Thì đây là cái nghiên cứu đầu tiên, những cái nghiên cứu pilot mà có cái số lượng bệnh nhân nhỏ và người ta so sánh giữa thông khí hỗ trợ áp lực dương cả hai hệ hô hấp với mức áp lực hít vào là 15 và mức áp lực thở ra IPS là 5, thì so sánh với một cái SAM, tức là so sánh với một cái CPAP đơn thuần là 5, thì các anh chị thấy là cái thông khí hỗ trợ mà với hai mức áp lực rõ ràng là làm giảm được cái những cái biến cố cấp tính của hôi suy hấp. Thế thì cái tác giả Budweiser năm 2008 đã đưa ra cái cơ chế mà cái thông khí hỗ trợ nó giúp đỡ. Thì người ta thấy là chuyện đầu tiên là nó được cải thiện về thông khí, cải thiện về CO2 và oxy, và từ đó cải thiện cũng như là cải thiện công hô hấp, và từ đó là cải thiện những cái chức năng khác nhau, bao gồm là làm giảm khó thở, làm tăng cái chất lượng cuộc sống, làm tăng cái chất lượng giấc ngủ, tăng cái khả năng gắng sức, và cái hai cái kết cục quan trọng lắm nhất là chúng ta trong đời là giảm cái nhập viện và tăng tới tử vong. Thì sau đó vào năm 2014 thì cái tác giả Galli đã tiến hành một cái nghiên cứu hồi cứu khá lớn cho 156 bệnh nhân, và ông chứng tỏ được rất là nhiều cái điểm, một trong những cái điểm quan trọng là làm giảm được tử vong. À, thế thì cái nhóm mà sau 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 đợt cấp đó mà có thông khí hỗ trợ thì tỷ lệ tử vong thấp hẳn, còn cái nhóm mà không có thông khí hỗ trợ thì tỷ lệ tử vong cao hẳn. Thế thì với cái nghiên cứu hồi cứu này cũng cho thấy là cái tần suất mà nhập viện, tái nhập viện và cái tần suất là phải nhập ICU cũng như là sau đó nhập ICU thì phải đặt nội khí quản là giảm hẳn. Hễ mà mình có thông khí hỗ trợ là cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng mà cũng năm đó thì có một cái nghiên cứu hoàn toàn trái ngược. Tác giả Strick tiến hành là tất cả những bệnh nhân mà có đợt cấp thông khí hỗ trợ trong đợt cấp bằng NIV tốt rồi, sau đó thì cho bệnh nhân nghỉ 2 ngày đo lại, thì chọn lựa những bệnh nhân nào còn tăng CO2 bắt đầu thông khí hỗ trợ. Thì rất là ngạc nhiên là sau cái mình theo dõi, đây là một cái nghiên cứu mù đôi có chứng, và rất là ngạc nhiên là cái nghiên cứu này không chứng tỏ được nó là giảm tử vong. Thì người ta không hiểu là tại sao là cái nghiên cứu hồi cứu lại giảm tử vong mà cái nghiên cứu mù đôi lại không giảm tử vong. Người ta mới nhìn cái biểu đồ bên đây, người ta mới thấy là hình như là tất cả những cái bệnh nhân dù có thông khí hỗ trợ hay không thiếu không khí hỗ trợ đều giảm CO2 hết. Đã giảm CO2 sau thời gian 3 tháng. Và như vậy người ta nghĩ là à, cái bệnh nhân đợt cấp đó, họ vô đợt cấp tăng CO2 rồi ra đợt cấp họ giảm CO2. Như vậy thì hình như là cái nghiên cứu này do cái thời điểm mà chọn lựa là CO2 tăng sau 48 giờ có vẻ quá sớm. Thành ra là như vậy họ chọn cả những bệnh nhân mà hồi giờ không có suy hấp, vô đợt cấp suy hấp rồi ra. Nó khác với những cái bệnh nhân mà suy hấp mãn tính, suy hấp cấp trên nền mạng mà tiên lượng thường thường nặng hơn. Như vậy thì người ta mới bắt đầu tìm thêm những cái nghiên cứu khác, mà cũng cùng năm đó thì cô Len có Lancet, trên Lancet Respiratory Medicine có đăng một cái nghiên cứu khác. Thì ông này ngược lại, ông lại chứng tỏ được là có hiệu quả trên cái sống còn. Thì tác giả này chọn cái bệnh nhân hơi khác, thay vì 48 giờ sau mình đã thử CO2 coi tăng hay giảm, thì ông đợi 4 tuần sau cho bệnh nhân đỡ hẳn, rồi mới ông quyết định thử CO2 là tăng hay giảm, và nếu tăng thì ông mới cho bệnh nhân thông khí hỗ trợ. Và như vậy thì do cái thời gian mà tuyển bệnh cứ để 4 tuần mới làm khí máu đó, thành ra là tuyển bệnh khó hơn, trong 6 năm thì ông tuyển được chỉ có 201 bệnh thôi. Nhưng mà cái quá trình làm rất là cẩn thận như vậy thì đã chứng tỏ được cái nhóm can thiệp bằng thông khí không xâm lấn thì tốt hơn, có ý nghĩa so với nhóm không. Tuy nhiên là về về những cái dữ liệu thì các anh chị sẽ thấy là dữ liệu nó rất là cãi nhau, rất là
bàn cãi, tức là cô Len thì đây ha, kết quả rất là tốt, nhưng mà những tác giả khác có những người kết quả xấu hẳn, hay là cộng lại trung bình là nó không có ích lợi gì hết. Như vậy thì tất cả những cái mà system review này này, nó có một cái khuyết điểm là những cái nhóm bệnh nhân nó không giống nhau, nó lại được cộng gộp lại. Hay nó mình nhìn á, thì mặc dù là kết quả thì rất mới 2016, nhưng mà thường thường người ta tin rằng cái, những cái nhóm, những cái review này nó không cho chúng ta biết thông tin liệu là có nên sử dụng cái thông khí hỗ trợ hay là không. Thì cũng theo cái review đó, người ta thấy là gần như là nó không giảm nhập viện, mặc dù có những nghiên cứu cũng như cô Su làm giảm nhập viện rất là đáng kể, cũng như là nghiên cứu của Gali mình đã trình bày. Dẫu sao thì 2017 thì các anh chị cũng biết là Cole đã có cái khuyến cáo rất là cụ thể là những người tăng CO2 mãn tính nghiêm trọng, mà trước đó thì đã phải thở máy trong đợt cấp. Bây giờ mãn tính, ví dụ như giống như tác giả Colen, là tức là để sau 4 tuần kiểm lại tăng CO2 thì lúc đó thì mình có chỉ định thở máy tại nhà. Trong hơi suy hô hấp mạng thì cái kết quả nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vấn đề cốt lõi là phải chọn cho đúng bệnh nhân. Như vậy thì chọn đúng bệnh nhân, chọn đúng phương pháp và làm thì nó sẽ chính xác. Thế thì người ta thấy là cái bệnh nhân nào mà chúng ta cho cái mức áp lực càng cao thì nó càng đáp ứng. Bệnh nhân nào mà sử dụng cái thuốc, cái bypass càng lâu càng hiệu quả thì nó càng đáp ứng. Và trong cái nghiên cứu này thì tất cả bệnh nhân ra đợt cấp thì người ta cho thông khí hỗ trợ hết. Sau đó người ta dừng cái thông khí hỗ trợ trên một phần nửa nhóm bệnh nhân và thấy là cái nhóm phần nửa đó thì lại xấu hơn là cái nhóm mà tiếp tục thông khí hỗ trợ. Còn những cái bệnh nhân mà béo phì với BMI cao đó thì nó thông khí hỗ trợ sẽ hiệu quả tốt hơn là những cái nhóm không có BMI cao. Đây là người ta so sánh hai cái nhóm nghiên tất bốn cái nghiên cứu, mà trong đó hai cái nghiên cứu mà chứng tỏ được cải thiện được tử vong và cải thiện được tần suất nhập viện là nghiên cứu của Mark Envoy và Colin. Thì người ta thấy là cái mức EPAP thường thường đưa ra cao và cái mức nhịp thở thường cao thì nó mới cải thiện được tử vong. Người ta đưa chính vì vậy người ta đã đưa ra khái niệm là 2 NPPV, tức là thông khí không xâm lấn, áp lực dương với cái thông số cao, tức là thường thường là cái mức EPAP cao để làm giảm được CO2 cũng như là tần số hô hấp cao. Thế thì trên thực hành đó thì người Anh đó, người ta khuyến cáo là một cái bệnh nhân mà được cấp COPD nhập viện tới 3 lần trong năm thì các anh chị nên cho thông khí hỗ trợ. Còn người Đức đó thì họ bảo là chỉ cần 2 lần nhập viện mà mỗi lần là nặng, tức là có pH dưới 3.5 thì nên cho thông khí hỗ trợ. Và người Mỹ thì chỉ định hai loại thông khí hỗ trợ dựa trên những cái tiêu chí như sau. Như vậy thì chúng ta nói qua chút xíu về vấn đề kỹ thuật thì cũng giống như hồi sáng nhiều tác giả đã trình bày, chúng ta có nhiều loại mask và những cái loại mask này sẽ cho cái hiệu quả khác nhau. Và thường thường thì một cái người đợt cấp đó, họ có thể dễ dàng dùng chịu một cái mask khó chịu để sống qua ngày. Còn thường thường mà mình phát cho người ta cái mask không dễ chịu trong vòng 1-2 năm thì rất là khó. Thành ra là các anh chị nên chọn một cái mask nào dễ dung nạp, thuận tiện, dễ chịu cho bệnh nhân. Thì đây là cái nghiên cứu cuối cùng mà chúng tôi muốn trình bày. Thì cái nghiên cứu này của cái bệnh viện Bạc thì họ chọn CBD nặng, tăng CO2 rất là đáng kể và ít nhất là 2 lần nhập viện trước đó. Và cái quan trọng là bệnh nhân phải tuân thủ cái NIV. Thế thì khi họ chọn như vậy thì họ tiến hành can thiệp không chỉ là không thông khí xâm lấn mà còn điều chỉnh thuốc men, mà còn giáo dục bệnh nhân và còn liệu pháp oxy. Cái liệu pháp họ sử dụng là một cái máy thông khí mà có cái chế độ mới, tức là AVAS-AE, tức là cái chế độ vừa điều chỉnh làm sao đủ cái thể tích, nghĩa là thể tích đủ mà cái áp suất thì thay đổi, miễn sao thể tích đủ và có một cái auto pip tốt. Thế thì cái kết quả đó là rất là đáng kể, là thứ nhất là làm giảm hẳn cái tần suất nhập viện cũng như là làm giảm hẳn tử vong sau 1 năm. Và các anh chị thấy là sau 3 năm người ta theo dõi từ 2012 cho đến 2014 thì cái tần suất mà tử vong cũng như là nhập viện giảm hẳn, nó đem lại những lợi ích về kinh tế cho cả 3 đối tượng bệnh nhân, bệnh viện và cái
bên bảo hiểm y tế. Vậy thì để kết luận thì thông khí không xâm lấn có áp lực dương cho bệnh nhân suy hấp mãn tính thì chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân lựa chọn phương pháp thông khí và tiến hành đào tạo một cái nhóm làm việc để cả ba cái nhóm này đảm bảo được cái mục tiêu điều trị. Như vậy thì sẽ nhắm làm giảm được nhập viện, chất lượng cuộc sống và tăng thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và quý vị đã chú ý lắng nghe.